đều có đăng về cái việc kiểm điểm những sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân quận 2 đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đập nhà, dục người ta ra đường, làm tất cả mọi thứ, chỉ cần kiểm điểm là xong, cho người ta sống bất ba bất vưởng. Chỉ cần kiểm điểm là xong, không cần trả giá gì hết. Làm cho chồng của người ta ức ức tự sát cũng chỉ cần kiểm điểm mà là xong. Và phun hóa chất độc hại vào gia đình người ta cũng chỉ cần kiểm điểm là xong. Các anh chị đừng có thả tim và like trên cái đó nữa nha, trên cái màn hình nữa, bằng không là nó sẽ bị lắc đó. Nhưng mà cái ý kiến của một số hộ dân mà em thấy á, là người ta không có muốn nhận tiền đền bù thêm hay bất kỳ cái gì nữa hết. Cái mà người ta muốn á, là người ta muốn được ở lại ngay trên mảnh đất đó của người ta. Ngày xưa anh đã đập nhà người ta như thế nào thì bây giờ anh xây lại y như vậy cho người ta ha. Anh làm y như lại vậy lại hết, chứ không có việc là bây giờ anh đền thêm tiền cho người ta đi. Trong khi á, người dân chúng tôi biết chắc chắn rằng đất thì các anh đã giao cho doanh nghiệp hết rồi. Bây giờ các anh không thể nào móc từ doanh nghiệp ra, cho nên chỉ có thể là đền bù cho hơn 100 hộ dân đó là và đi thôi. Với trách nhiệm là giám sát dự án, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã không thể nào ngừng lại được cái việc cưỡng chế nhà của người dân. Xin hứa với các anh chị tới giờ phút này luôn á, cái việc mà ngừng cưỡng chế nhà của những cái người dân còn lại á, không phải là do Hội đồng Nhân dân tác động, cũng không phải là do bất kỳ một người nào tác động, mà do chính người dân họ đã làm đơn tố giác tội phạm. Họ mang lên phòng BC46 để họ tố giác. Chính ngay cái giây phút đó thì mới ngừng lại cái việc cưỡng chế, chứ hoàn toàn không có một thế lực nào bảo vệ người dân hết. Không có. Và tính chính người dân phải đoàn kết lại để bảo vệ nhau. Vậy thì giây phút đó các vị ở đâu mà bây giờ các vị mở miệng ra đòi đền bù này kia? Nhắn lời tới chị Huyền bên Ban Mặt trận Tổ quốc quận 2, em muốn hỏi chị một câu là có hay không việc chị và chị cố tình cùng với nhóm Lợi Ích không cho em phát biểu trong phiên phát biểu cử tri ngày 20 tháng 10 năm 2018, vì chị sợ rằng một cái Thủ Thiêm đã đủ nhức đầu lắm rồi, không thể nào mà gắn thêm nhiều thứ khác nữa. Cho nên là chị không cho những người khác mà phát biểu về những sai phạm về bất động sản tại trong địa bàn quận 2. Cái quận 2 bây giờ nó bấy lắm rồi, thì thôi, đã lỡ rồi thì cho người ta phát biểu luôn đi. Chị đưa tờ phiếu, chị nghĩ sao tôi vô một trong 5-10 người đầu tiên, chị đưa tờ số 39 cho tôi viết thì tôi biết như vậy thôi, chứ tôi đâu có biết là tôi sẽ được xếp cái số 39 đâu. Chị thần thánh như thế. Chị làm chủ tọa, lúc tôi đứng lên tôi hỏi là tại sao tôi là vô sớm mà tôi lại không được phát biểu này kia, thì chị nói là do chủ tọa sắp xếp. Ôi, rồi cái nội dung phát biểu của tôi á, là chị bắt á, là phải á, đưa cái hồ sơ đó cho chị coi, bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc coi, xem xét coi có được phát biểu hay không. Cái đạo luật nào mà có như vậy vậy? Luật nào vậy? Muốn giấu án hay là sao? Chính xác là muốn giấu án đúng không? Bây giờ chúng ta nói yêu không yêu nói một lời đi, có không có nói với nhau một lần luôn, là chính xác là muốn giấu án đúng không? Chỉ có muốn giấu án mới muốn bịt miệng người ta thôi. Bây giờ khu Nam Bạch Chiếc quy hoạch 90 hectare để tái định cư cho người dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại sao mà ở Thủ Thiêm đã có 160 hectare tái định cư rồi mà còn chạy qua Nam Bạch Chiếc lấy thêm 90 hectare nữa là sao? Phải làm sai không? Làm sai thì anh chị đền bù cho người dân, phải đền bù với cái mức giá thị trường chứ. Tại sao mà làm sai rồi cứ mang cái tiếng là tái định cư, tái định cư, tái định cư mà đền nè? 10 hộ dân thì người ta đi kêu cứu. Người ta đi kêu cứu bao nhiêu năm nay rồi, có đền cho người ta đàng hoàng không? Không. 150 triệu lên được tới 870 triệu là ngưng luôn ha, là ngưng luôn chứ không hề đền thêm nữa, mà lấy cái lý do là tái định cư. Tái định cư cái gì? Các anh chị đã làm sai bên kia, các anh chị lấy đất tái định cư, các anh chị đem đưa cho 100, đưa cho 50 mấy doanh nghiệp rồi, thì cái trách nhiệm đó các anh chị phải tự chịu chứ, bắt người dân chịu là chịu làm sao? Tại sao người dân phải chịu những cái đó? Không có lý do, không có lý do. Cái sai phạm của quan chức mà người trả giá là nhân dân. Tại sao quan chức sai mà trả giá lại là nhân dân?
Tôi không hiểu chuyện đó. Đây 10 hộ dân này khi nào giải quyết cho người ta? 10 hộ dân ở Nam Rạch Chiếc này khi nào giải quyết cho người ta? Trong khi đó lấy đất 90 hecta thì có 30 hecta là tái định cư thôi, còn 60 hecta nữa đó là chia cho 30 hecta cho công ty Trần Thái Thiên Phước và Kepland ha, và còn 30 hecta nữa là giao cho công ty Thế Kỷ 21. Và công ty Trần Thái á, hình như là do ông Trần Minh Chí làm chủ hay sao á. Có một số lời đồn đoán, chỉ là đồn đoán thôi chứ không có chính xác nữa, không biết có chính xác hay không, là ông Trần Minh Chí này là em ruột của bà Trần Thanh Kiểm. Bà Trần Thanh Kiểm nghe tên quen quen, giống như là tên của vợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng biết phải hay không, chuyện đó mình không biết. Mình chỉ thắc mắc thôi, chứ mình không khẳng định cái gì hết. Rồi, đó là một cái sai phạm. Rồi, như vậy kiểm toán và thanh tra chính phủ có khi nào thanh tra 60 hecta đất này nó bán như thế nào và tiền nó đi về đâu, nó ra sao hay không? Ha. Rồi xong, tới Cát Lái. Cát Lái cũng bị dính tái định cư của Thủ Thiêm. Gia đình tôi nè, mất đất ở Cát Lái nè. Gia đình tôi đang tranh chấp đất ở Cát Lái là 20.396 mét. Thì bà Thái Thị Hạnh thần thánh đã lấy cái miếng đất đó cấp cho người nhà của cán bộ với lý do hoán đổi đất. Và sau khi đó thì người nhà của cái người nhà của cán bộ đó có miếng đất là chưa tới 2 tỷ mà được cấp một miếng đất hơn 40 tỷ. Thấy vi diệu chưa? Thấy có cái sự hoán đổi nào mà có khi nào nhà nước mà đối với nhân cái quan chức nào mà phải doanh nghiệp nào khi nào mà giúp cho nhân dân mà có thể mà lợi ích hơn mấy chục lần như vậy không? Xin thưa nhân dân, đó chắc chắn là chỉ là nhân dân trong cán bộ thôi, trong nhà cán bộ thôi, chứ nhân dân ngoài nhà cán bộ là không có chuyện đó xảy ra đâu ha. Bây giờ quay lại công ty Ibeco. Ibeco có cái tiền thân của Ibeco là công ty của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lấy cái lý do là thuận địa điểm cho nên được nhà nước cấp cho cái phần đất là 148 hecta, là được quyền quy hoạch 148 hecta. Ban đầu nó là quy hoạch để làm khu công nghiệp Cát Lái cụm 4. Sau đó lấy lý do thuận địa điểm cho nên là đổi 148 hecta này thành đất kinh doanh và thổ và đất thổ. Trong đó có 50 hecta là dùng để tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ha. Nhưng mà tái định cư được 300 nền không? Ra điểm đi 300 hay 500 nền. Diện tích của 300 500 nền là bao nhiêu? Một nền cho là 120 mét luôn á là bao nhiêu? Có hết được 50 hecta không? 1 hecta là 10.000 mét. 5 hecta là 50.000 mét. Mà cái này là 50 hecta. 500 nền có hết 50 hecta hay không? Cái số đất còn lại vừa mới mang đi đem đi bán đấu giá. Bán đấu giá xong tiền đó đi đâu? Có nhập vô trong cái ngân sách chưa? Ngoài ra đó 148 hecta thì 50 hecta là tái định cư đúng không? Còn 98 hecta nữa bán cho các công ty như là công ty Phú Gia, Kiến Á và Phố Đông. Vậy thì cái tiền này đâu và cái giá bán như thế nào? Tại sao không công khai lên cho người dân biết? Có hay không việc bán với giá rẻ mạt? Bán giá rẻ mạt có nghĩa là sao? Có thể theo cái sự suy đoán non nớt của tôi nghĩ là cái giá miếng đất 10.000 bán 3.000 thôi, còn 5.000 mày chung cho tao mày đỡ được 2.000, cũng có thể lắm đó. Cái chuyện đó mình không biết được có hay không cái việc là bán với giá rẻ mạt, giống như là việc ông Tất Thành Cang đã ký giấy bán cho Quốc Cường Gia Lai cũng với giá rất là rẻ. Mọi người đừng có thả tim và like nữa nha. Nếu mà cứ như vậy thì nó sẽ bị lắc liên tục luôn á. Nha mọi người. Rồi, tại sao? Tại sao cũng tái định cư cho người dân Thủ Thiêm? Xây một loạt các cao ốc mà cuối cùng chỉ có một mình Đức Khải là cho tái định cư thôi. Mà tái định cư của Đức Khải nó cũng chỉ có một cái lô R7 thôi. Còn lại đi đâu? Đi đâu hết rồi, đi du lịch ở đâu, đi qua Lào hay đi qua Campuchia, đi đâu hết. Mọi người đừng thả like với tim nữa nha.
bằng không là nó bị lắc nữa đó. Vậy thì có hay không cũng là có hay không, cái việc mà chủ tọa của cái buổi tiếp xúc cử tri cố tình không cho tôi phát biểu. Chị Huyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 2, chị sắp xếp như thế nào mà khi tôi phát biểu chị muốn rằng tôi phải trình bày cái bộ hồ sơ của tôi chị mới cho tôi phát biểu? Rồi còn một việc nữa là cái việc cản các lái thu hồi đất của dân đền chỉ có 70 triệu một công, tức là 70 triệu trên 1.000 m² á, vào năm thời điểm năm 2000. Các anh chị có tin không, cái miếng đất đó đó là được mua, bộ quốc phòng mua vào năm 1996, đưa cho người ta có một chút xíu tiền thôi, rồi tới năm 2000 đưa ra một cái bản chiếc tính, rồi bắt đầu mới trừ lại cái tiền đã lấy năm 96. Đời một cái giá mà rẻ không chấp nhận được luôn. Các nơi khác cái giá đền bù á là 150 triệu, và có thêm một cái suất đền bù kẹp về sau. Còn bộ quốc phòng lấy đất của người ta với cái sự chỉ nè, ai là người đã ký cái giấy đó, lại là bà Thái Thị Hạnh. Mà bà Thái Thị Hạnh bây giờ đang làm gì? Đang là cố vấn của công ty bất động sản Sơn Kim, của tập đoàn bất động sản Sơn Kim chứ. Đền cho người ta có 70 triệu một công thôi, còn đất của người ta mà có dừa nước mà mọc á là chỉ đền có 8 triệu mấy thôi, cho 1.750 m² mà chỉ có đền có 8 triệu, hơn 8 triệu thôi. Rồi lấy làm cản. Hỏi nè Bộ Quốc phòng, biết rằng quân đội hải quân, trường hải quân cản, và cả một cái lữ đoàn 125, các anh thuộc Bộ Quốc phòng, các anh là đoàn quân không số, các anh được 2 lần anh hùng, nhưng mà các anh đặt cái quyền lợi của người dân đi xuống như vậy, thử nghĩ các anh thấy các anh có đúng hay không. 1.750 m² đất, dù cho đó là đất đặt đi chăng nữa, các anh đền 8 triệu bạc, hơn 8 triệu, chưa tới 9 triệu, thì các anh nghĩ như thế nào? Trong khi đó người ta cũng đền 70 triệu, 150 triệu như các anh, nhưng sau đó người ta có một suất tái định cư cho người dân. Tại làm sao? Đồng là người dân mà bên đây đường đền 3 tỷ mốt 50, bên đây đường đền 70, hoặc là thời điểm đó hai bên kia đường đền 1 tỷ 2 50, mà bên đây thì nhất định là 70, không thêm 1.000 nào hết. Bộ bên đây người ta không đóng thuế hả mấy anh bộ đội? Bên đây người ta cũng đóng thuế, bên kia cũng đóng thuế, cùng một mức thuế như vậy, cùng một mảnh đất mà quy hoạch lại có cái sự hên xui như vậy là sao? Bao nhiêu người dân mất đất rồi, bao nhiêu người? Và cái mức giá đền bù đưa ra là các anh các chị, các cơ quan và các doanh nghiệp đưa ra là áp đặt người dân, nhận không nhận thì thôi. Và cái câu chuyện mà Bộ Quốc phòng đền 70 triệu trên 1 mét này nè, có cái sự tác động của Ủy ban Nhân dân phường và cả quận, nói người dân là bây giờ bỏ tiền vô ngân hàng là người dân không lấy, không, mấy anh chị không lấy, để 2 năm nó mất tiền đó. Tức là khi người dân ta lấy tiền rồi, người ta không có hồi tố lại được nữa, đe dọa người ta. Bây giờ cả 11 hộ dân đó người ta vẫn còn sống chơi trơ kia kìa. Người ta vẫn nói rằng chính các anh đe dọa người ta, các anh hùng thế nào tôi không cần biết, các anh hùng trong quá khứ và hiện nay các anh đang gìn giữ đất nước, các anh bảo vệ cho nhân dân, mà tại sao các anh lại dùng cái cách đó để lấy đất người dân với cái giá như vậy? Các anh làm cản, các anh có lãi không? Các anh làm viễn thông, các anh có lãi không? Các anh làm ngân hàng, các anh có lãi không? Thì thôi, các anh hãy trích ra một khoản đó nữa, một chút nữa thôi, vài cộng lông trên mình con trâu, để hỗ trợ cho 11 hộ dân đó. Chứ tại sao các anh cứ để họ như vậy? Đồng là một miếng đất, bên đây bên kia đường thời điểm năm 2000 đền, cả tiền đền và tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ, bên đây đền 70, sau đó bên kia đường còn được nhận thêm biết bao nhiêu khoản hỗ trợ, bên đây đường cũng là 70. Vì lý do rằng các anh là Bộ Quốc phòng cho nên phải nhịn các anh.
Các anh là Bộ Quốc phòng. Ủa, bây giờ tôi muốn hỏi các anh một câu như thế này, nếu như có ai trong Bộ Quốc phòng đang xem. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chỉ có 11 hộ dân này hay sao? Nhiệm vụ đóng góp cho đất nước chỉ có 11 hộ dân này hay sao? Còn tất cả những người khác đâu? Như vậy nếu mà đóng góp mà bảo vệ Tổ quốc là của chung thì phải lấy tiền ngân sách chung ra để bồi thường cho người ta một mức giá công bằng. Chứ không thể nào mà bên đây với bên kia nó khác nhau như vậy. Hãy suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho thật kỹ rằng mình làm có đúng hay không. Và những người dân đó họ bị ép như vậy thì có đáng hay không? Đồng là người như nhau, tại sao chúng ta lại có thể lóc thịt lóc xương của đồng loại mình như thế? Rồi, tới khu 154 hectare của phường Bình Chương Đông và phường Cát Lái. Phường Bình, cái khu đất đó đó, ngày xưa được cấp cho một công ty, nếu tôi nhớ không lầm là công ty cổ phần Thủ Thiêm hay là công ty do của thanh niên xung phong gì đó. Rồi sau đó treo, tại vì đâu có tiền đâu mà cấp. Treo, treo xong rồi mang tiếng cổ phần hóa đem đưa lại cho 13 công ty con. Đất là đất công, anh giao cho 13 công ty con đó. Cái số tiền thu lại là bao nhiêu? Tại sao thanh tra nhà nước, thanh tra chính phủ không thanh tra cái này và không công bố cái này lên? Những sai phạm trong dự án 174 hectare tới bây giờ vẫn còn chìm xuồng. Cái quận 2 này nếu thanh tra ra, tôi nghĩ cũng là góp cho nhân ngân sách nhà nước rất là nhiều tiền luôn á. Rất, thật sự rất là nhiều tiền. Rồi nói về cái việc bà Thái Thị Hạnh và công ty Sơn Kim. Có một câu chuyện về công ty Sơn Kim như thế này. Đó là khi công ty Sơn Kim quy hoạch đất, được nhà nước giao đất á, để quy hoạch, thì trong số đó có một cái cô đó cũng không chịu giao đất. Vì lý do là cổ nói là cái giá đền bù cổ không đồng ý. Thì nhà nước là giao cho Sơn Kim mà, cho nên là nhà nước phải có trách nhiệm. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm, Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm phải quy hoạch được miếng đất này giao cho Sơn Kim. Cuối cùng là đập nhà người ta, dù người ta không đồng ý. Rồi mới nói ra là dù chị không đồng ý nhưng mà đất này tôi đã nhận rồi, tôi không cần biết chị, tôi chỉ cần biết Ủy ban nhân dân quận 2 thôi. Và quận 2 có trách nhiệm đền bù như thế nào đó thì đền bù. Còn nếu không nữa thì ra định giá. Ủa, tôi đâu cần anh định giá đâu. Tôi đâu có cần anh lại đập nhà tôi để mà định giá đâu. Và cái vụ án đó tôi không biết cuối cùng như thế nào, nhưng mà trên website của công ty Sơn Kim cũng có đăng lại cái vụ án đó. Và Sơn Kim khẳng định rằng mình vẫn xây dựng bình thường, vẫn tiến hành bình thường. Còn cái hộ dân đó thì ra đường ở hoặc là ở trong khu tạm cư gì đó thì cũng bình thường, không có chuyện gì hết. Tôi á, hôm nay like cái bài này, cái vấn đề này để nói cho các anh chị biết, ở quận 2 không chỉ có một khu đô thị mới Thủ Thiêm là có nhiều khuất tất. Thanh tra Cát Lái đi, thanh tra ra phường Cát Lái thanh tra đi, thanh tra cái dự án 154 hectare đi, thanh tra 174 hectare đi. Chưa đâu, 174 hectare cũng là Thái Thị Hạnh cưỡng chế người dân, dù người ta không đồng ý cái mức đền bù đó. Đền 600 mấy chục ngàn cho 1 mét vuông, người ta không đồng ý vẫn cưỡng chế lấy ruộng lấy đất của người ta sang lấp xây cất. Rồi xong rồi dục tiền cho ngân hàng. Người dân người ta khó khăn thì người ta tới một lúc nào đó bắt buộc người ta phải ra ngân hàng người ta lấy tiền thôi. Tại sao, tại sao mà nhà nước có thể lấy đất người dân dục tiền cho ngân hàng, mang danh là nhà nước? Này tôi nói là các tham quan mang danh nhà nước lấy đất của người dân dục tiền cho ngân hàng như vậy. Vậy có khi nào mà người dân lấy đất của nhà nước mà dục tiền cho ngân hàng vậy được không? Chắc không đâu, chắc chắn luôn á. Nếu mà người dân mà đi lấy đất của nhà nước mà kiểu đó là ở tù đó, tôi cho mấy anh chị biết. Đây, ở đây tôi có một cái phiếu trả lời về cái dự án Nam Lạch Chiếc. Cái Nam Lạch Chiếc 90 hectare, cái người đứng đơn là bà Nguyễn Thị Lượng. Bà Lượng không có đồng ý cái việc là lấy đất của tôi
mà bây giờ không có một cái bản đồ quy hoạch, không có một thứ gì hết mà đền cho tôi một cái giá rẻ mạt, tôi không đồng ý. Thì thanh tra bà mới làm đơn là bà kêu cứu. Bà kêu cứu thì thanh tra thành phố Hồ Chí Minh á trả lời cái đơn của bà như sau, là về nội dung tố cáo á, thì bà tố cáo các quyết định của Ủy ban dân quận 2 căn cứ khoảng 2 điều 2 luật khiếu nại tố cáo và luật sửa đổi bổ sung khiếu nại tố cáo năm 2005 quy định. Tố cáo là việc của công dân theo thủ tục do luật này quy định, báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức. Do đó, nghe này, khúc này mới quan trọng, do đó thanh tra thành phố không có cơ sở để xử lý đơn tố cáo của bà. Mà cái rành rằng anh không có bản đồ quy hoạch, và cái 367 cũng không nhắc gì tới cái Thanh Nam Rạch Chiếc, anh vẫn lấy đất của người ta tố cáo thì anh nói là không có cơ sở để xử lý. Xong ủi bằng hết, người ta không đồng ý anh cũng lấy rồi, giờ đang xây luôn. Nếu như mà ai ở khu An Phú có thể đi ra coi Nam Rạch Chiếc đang ì đùng xây kìa, rất coi thường người dân, vô cùng coi thường người dân. Rồi đây, cái cơ quan mà lấy đất của người dân là ai? Là Ủy ban Nhân dân quận 2. Bà thanh tra thành phố trả lời về như vậy nè: về nội dung phản ánh, thanh tra thành phố đề nghị bà liên hệ với chủ tịch Ủy ban Nhân dân để được xem xét giải quyết. Mình kiện thằng Ủy ban Nhân dân quận 2, nó kêu mình quay trở về Ủy ban Nhân dân quận 2 xem xét giải quyết. Thanh tra thành phố hoàn lại đơn và phúc đáp cho bà được biết. Mình kiện Ủy ban Nhân dân, mình lên thành phố mình kiện Ủy ban Nhân dân quận 2, Ủy ban Nhân dân thành phố kêu mình quay trở về gặp Ủy ban Nhân dân quận 2 nói chuyện. Nói gì giờ? Nói gì? Hai ta gặp nhau nói chuyện gì bây giờ? Rồi, bây giờ chúng ta nói về cái trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 2. Trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 2 là, tôi nhắc lại một lần nữa, là trụ sở Ủy ban Nhân dân đẹp nhất trong số 19 trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng mà quanh cái việc xây dựng cái trụ sở này nè, tôi muốn thanh tra chính phủ, tôi yêu cầu thanh tra chính phủ phải thanh tra và đưa ra kết luận cuối cùng, công bố cho người dân được biết cái mảnh đất xây dựng Ủy ban Nhân dân quận 2 có hợp pháp hay không, và tất cả những giấy tờ đền bù cho người dân, giấy tờ hợp pháp đó phải trưng ra để cho người dân được biết, và phải cho người dân công khai được biết chi tiết gì trong đó. Bởi vì cái miếng đất này đang bị tố cáo, đang bị xem thiếu, người dân khiếu nại rằng từ ngày anh lấy đất anh xây ủy ban tới bây giờ, trong đó vẫn còn 5.000 mét đất có dấu hiệu làm giả giấy tờ và chưa có đền bù cho người dân. Và ngoài ra phía sau nữa, cách một con đường, và cũng chính là cái hộ đó bị lấy đất và lấy phân lô bán hơn 30 nền tới bây giờ vẫn chưa có đền bù cho người dân, chưa đền bù 1.000 nào hết. Diện tích là 9.135 mét vuông. Một Ủy ban Nhân dân, cái nơi mà coi như là đại diện cho tiếng nói của nhà nước, giữa giao thoa giữa tiếng nói của nhà nước và nhân dân để xử lý mọi vấn đề về pháp luật, mà còn nhập nhằng như vậy thì một cái Thủ Thiêm hay một cái Cát Lái còn ra như thế nào nữa? Sẽ ra sao nữa? Sau cái livestream này thì tôi không biết rằng cái đợt tiếp xúc cử tri tháng 11 hoặc tháng 12 tiếp theo, chị Huyền có ưu ái cho em chắc tới phiếu 150 hả chị? Dù em chắc tới đi với 4 giờ sáng em cũng sẽ được một cái phiếu 150. Tại vì vốn dĩ các chị không muốn, chắc là các chị cũng không muốn lật lại những vụ án này đâu. Một cái Thủ Thiêm đã làm cho đau đầu lắm rồi, một cái khu công nghệ cao quận 9 đã làm cho nhức óc lắm rồi, đúng không?
Chúng ta sống ở quận 2, là công dân của một đất nước. Chúng ta là nhân dân có quyền giám sát. Những cái sai phạm đó có quyền phát biểu ý kiến. Hồi nãy trong cái live stream, hình như cái live stream trước tôi có nói, cái việc mà ngưng lại, ngưng cái hành động mà cưỡng chế những cái căn nhà cuối cùng mà ở trên Thủ Thiêm á, ở khu đô thị mới Thủ Thiêm á, hoàn toàn không phải là do Hội đồng Nhân dân của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm can thiệp, cũng hoàn toàn không phải là do Ủy ban Nhân dân thành phố can thiệp, mà sự đoàn kết của người dân, người ta đoàn kết lại và người ta gửi đơn tố cáo lên phòng BC46, thì lúc này chính thức mới được ngưng lại. Vậy thì trách nhiệm của nhà nước đâu? Qua cái này tôi cũng nhắn gửi tới cô Thái Thị Hạnh. Vào năm 2002, khi cô ký giấy hoán đổi đất cho người nhà của cán bộ, ví dụ như là anh Võ Thắng Côn, cán bộ địa chính phường Thành Mỹ Lợi, hiện nay đã nghỉ rồi, và nhà cái người mà được hoán đổi đất đó nằm ở cái đường giao của đường Trịnh Khắc Lập và đường Nguyễn Thị Định đó, bà Đỗ Thị Nga đó, cô chắc không nghĩ rằng 16 năm sau, một trong số con cháu của những hộ, của hơn 20 hộ dân bị cô lấy đất để đem chia cho nhà cán bộ, sẽ có ngày tố lại cô. Bởi vì ngày xưa lúc đó cô chỉ nghĩ rằng dân rất là ngu. Cô không nghĩ rằng hôm nay cô sẽ gặp con, hay cô không nghĩ rằng tương lai rằng cô sẽ có một trở ngại, đó chính là con, hay một cái viên sỏi đá nào đó bên đường là con để rồi gặp cô, đúng không? Nhưng mà có nghĩ rằng cái việc mà cô phải chịu trách nhiệm do những gì mà mười mấy năm trước cô đã từng làm á, nó biểu hiện cho sự công bằng của pháp luật. Nếu như cô là một công dân tốt thì cô tốt hơn hết, nên tự thú trước bình minh đi. Bởi vì điều đó chứng tỏ cho thấy rằng pháp luật của chúng ta công bằng và không có giới hạn an toàn cho tham quan. Không phải cô hạ cánh an toàn đi làm cố vấn cho một công ty nào đó, cho một tập đoàn nào đó là cô sẽ an toàn. Những việc cô đã làm trong quá khứ, cô phải chịu trách nhiệm. Bởi vì cô đã đi hết mười mấy năm rồi, nhưng cái hậu quả mà hai mươi mấy hộ dân này người ta chịu, người ta vẫn chịu cho tới giây phút bây giờ. Rồi, mình có việc rồi, bye bye mọi người nha. Hôm nay chỉ nói tới đó thôi, không nói nữa, tại vì có việc đột xuất. Mong là mọi người sẽ, trong ngày, mong là mọi người sẽ ủng hộ người dân Thủ Thiêm nói riêng và cả quận 2 nói chung. Bởi vì quận 2 á, cái Thủ Thiêm nó là một phần đầu của quận 2, và quận 2 có rất là nhiều điểm khuất tất nữa, có rất là nhiều người dân bị mất đất nữa, chứ không phải là chỉ có một Thủ Thiêm. Xưa nay mọi người biết chỉ có một Thủ Thiêm bởi vì người dân Thủ Thiêm người ta đấu tranh nhiều nhất, phải nói là như vậy, phải đúng ra là như vậy, người ta đấu tranh nhiều nhất, cho nên là biết tới Thủ Thiêm nhiều nhất. Bây giờ thì các anh chị, các cô bác có thể biết hơn rằng quận Hoa 2 ngoài Thủ Thiêm còn có An Phú, Vĩnh Nam, Rạch Chiếc, còn đó là chưa kể tới dự án 160, nãy giờ em chưa nói tới dự án 167 hecta, cái dự án trung tâm thể dục thể thao thành phố. Trong cái dự án trung tâm thể dục thể thao thành phố nó cũng có rất là nhiều cái khuất tất ở trong đó. Thì mong rằng mọi người sẽ tiếp sức ủng hộ để đưa những cái vũng đen này nè, những cái mặt đen tối này nó đưa ra ánh sáng, để làm trong sạch hơn cho bộ máy nhà nước và làm nhẹ nhàng hơn trên vai của nhân dân.